Tết Nhảy, nét sinh hoạt độc đáo của người Dao Đỏ. Khoảng cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ, ngày mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch hàng năm, lễ hội Tết Nhảy, một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Dao Đỏ, sẽ được tổ chức duy nhất tại nhà ông trưởng họ, bản Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ban đầu một tớp nam thanh niên xài cỏ, theo sự hướng dẫn của thầy cả, Trái Pen Pi tổ chức 14 điều nhảy dẫn đường, bắt cầu đưa đón tổ tiên, thần linh về ăn Tết. Để chào bố mẹ, tổ tiên đã khuất. Điều nhảy chỉ được thực hiện bằng một chân, đầu cuối, ngón tay trỏ giơ cao để mời tiên nương, tiểu nữ giáng trần. Điều nhảy được diễn tả bằng múa cò bẹ họ, mô phỏng cảnh chim cò sải cánh bay xa, rồi giáo giác tìm chỗ đậu lại. Điều nhảy mời thần linh ăn Tết được diễn tả bằng nhịp bước khoan thai và uy lực của loài hổ. Các điệu múa mang tính hình tượng cao và độc đáo, không biết có từ bao giờ, nhưng đêm của những vũ điệu vẫn được người Dao Đỏ ở Tà Phìn lưu giữ cho đến ngày nay, và coi như một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong những ngày đất trời vào xuân. Kết thúc các điệu nhảy mở đường, đón chào tổ tiên thần linh, cả dòng họ tiến hành điệu nhảy rước tượng tổ tiên. Tượng tổ tiên làm bằng gỗ tốt, là các tác phẩm điêu khắc độc đáo của người Dao Đỏ. Tượng được chạm khắc đẹp với nét hoa văn trang phục thời cổ xưa, dài khoảng 25cm, đường kính hơn 5cm. Bàn tay phải của tượng có cầm thẻ bài, ghi rõ tên ông tổ. Ngày thường trong cả năm, tượng được bọc kín bằng vải trắng. Đến ngày Tết, con cháu rước tượng xuống để làm lễ tắm gội, thay khăn choàng mới. Nước tắm cho tượng cũng làm từ lá thơm, có một quy trình chưng cất nghiêm ngặt, thể hiện đậm nét văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Sau lễ tắm gội cho tượng tổ tiên, con cháu tổ chức các điệu nhảy chân gà, dân sôi và lễ vật. Thầy cả và ba thanh niên tay cầm con gà trống sống, nhảy theo điệu dân gà, có động tác rước gà lên đầu, có động tác vác gà qua hai vai, rồi vừa nhảy vừa múa, vừa vặt đầu gà làm thịt. Kết thúc là điệu nhảy múa cờ. Tết nhảy của người Dao Đỏ ở Tà Phìn diễn ra từ cuối giờ Thìn đến giờ Dậu, khoảng 5 tiếng đồng hồ, và mang tính tổng hợp khá đầy đủ các loại hình nghệ thuật dân gian khác của dân tộc Dao Đỏ, như nghệ thuật nhảy múa, âm nhạc, ngôn ngữ, vân vân. Trong Tết nhảy, người Dao Đỏ còn hát các điệu hát nói về công lao của đấng tổ tiên, sự tích dòng họ, các sinh hoạt cấy trồng, dệt vải, săn bắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.